Chiều ngày hôm qua, ngày 4 tháng 9, bất ngờ ca sĩ Nguyên Vũ ẩn ý kẻ hai mặt, chị Ni và Hồng Loan xuất hiện. Kể từ ngày chị Ni trở lại Việt Nam, thì hình như phía bên Hồng Loan có những khí sắc mới, giống như tướng tài đã quay trở lại, cho nên anh em trong tim đã bắt đầu đáp trả mạnh mẽ phía bên đối lập. Bây giờ, drama nhà Hồng Loan đã chia ra thành hai ranh giới thật rõ ràng là ai quay xe hai mặt thì đổ dồn qua phía bên cô Sáu. Còn ai trụ lại được ở lại phía hồng loan coi như vậy để dễ bề phân biệt chánh tà tuy nhiên có một anh mới đây cũng muốn ngỏ ý là qua đội của cô sáu nhưng đã bị tướng chỉ huy ở bên mỹ là dân tiên chặn lại cho nên anh ta không thể nào gia nhập vào đội này và đành phải chấp nhận thành lập một phe riêng không chỉ bị phía cô sáu khước từ mà anh ta còn bị cõi mạng cho rằng chuyến quay xe này của anh hai đã đi vào lòng đất và đây là chuyến quay xe nực cười nhất thà là từ lúc đầu anh ta đã về phía bên cô sáu trung thành với phía bên cô sáu thì khán giả không nói còn đằng này lúc trước thì bên dực bên hồng loan nay lại đổi ý bên dực phía bên đối thủ mà trước đó anh ta đã từng chạm trán với dân tiền anh ta đã nói mày muốn làm vợ của ba tao lắm hả rồi bài thơ của mày khắc phía sau lưng mộ ba tao khi khán giả lại ba tao rồi lại luôn mày và sự ê chề nhất đó là anh ta còn là một nghệ sĩ ưu tú sự việc quay ngược qua ủng hộ phía bên cô sáu khen cô cháu gái là cô ta hát làm cho anh ta xúc động và hát như vậy mới đúng là con nhà nội trong khi đó trước đây anh ta không bao giờ khen con của cô sáu điều gì khiến cho anh ta quay qua phía bên cô sáu theo những nhà phân tích trên mạng rằng việc anh ta quay qua phía bên cô Sáu không phải là anh ta thương yêu gì mẹ con cô Sáu đâu, mà chỉ là đang muốn có thêm fan ủng hộ, fan hâm mộ từ phía bên cô Sáu qua ủng hộ anh ta mà thôi, và cũng đồng thời góp thêm nhiều cái miệng hỗn để đấu lại phía bên Hồng Loan mà hiện tại thì phía anh ta còn thiếu rất nhiều. Và thật bất ngờ, trong ngày hôm nay, ca sĩ Nguyên Vũ đang nói về một vấn đề gì đó nhưng đồng thời cũng ngầm cà khịa cái anh hai mặt nguyên vũ nói người ta có thể gieo duyên bất kỳ nhưng đi đường dài mới biết nhau và phải khởi nguồn bằng sự chân thành và thiện phước duyên của nhau chỉ một câu ẩn ý của ca sĩ nguyên vũ thôi trong lúc này cũng đã khiến cho khán giả ngầm hiểu rằng anh đang ám chỉ đến cái anh hai mặt mọi chuyện lúc ban đầu là do anh ta đến và ủng hộ phía Hồng Loan. Nhưng mà để đi con đường dài bên cạnh nhau, cần phải có chữ chân thành, thiện duyên. Nó mới gắn kết và lâu bền với nhau được. Chứ đến mà không có chữ thiện, mà bằng một sự tính toán gì đó, đến gì lợi dụng, thì nó sẽ ra đi rất nhanh chóng. Và thời gian đã chứng minh, chỉ trong vòng một năm, anh hai đã lật mặt. Trước đó, vào tháng 12 năm 2023, khi MV ca nhạc hơn cả người thân của ca sĩ Nguyên Vũ được tung ra thì cô bông hậu đã live stream nói về Nguyên Vũ rằng là anh Nguyên Vũ đã ăn cắp ý tưởng của cô ta. Thời điểm đó cô ta xúc phạm ca sĩ Nguyên Vũ rất nhiều kể cả cô ta còn cà khịa luôn. Cả ca sĩ Nguyên Vũ khi anh đưa hình mẹ mình lên và nói con không bao giờ muốn làm cho mẹ buồn mà bây giờ mẹ đã phải khóc vì con. Ý nói anh hãy chút là đi mát mẹ. Nguyên Vũ cũng từng viết trên tường của mình và anh không hề đáp trả cô bông hậu nhìn lại hình ảnh lúc quay này thật xúc động thương đứa em áo xanh nhiều áp lực tội đứa em áo trắng áo hoa luôn cam chịu nhìn lại mình cũng tổn thương vì quan ức không thể nói tất cả cũng chỉ vì cái gọi là tình thân của ai đó mà thường thì phải nín nhịn và tìm cách để bao biện luôn cho kẻ ném đá giấu tay đang nhẫn nhơ ở đâu đó và luôn đóng dây y quyền hoàn hảo tự nhiên có ý tưởng cho kịch bản của mv mới lật mặt kẻ hai mặt qua những gì mà ca sĩ nguyên vũ và anh hai đã làm cho hồng loan khán giả đều nhận định rằng ca sĩ nguyên vũ là người chơi rất đẹp và đáng mặt một đấng nam nhi lúc oan ức anh không hề lên tiếng đôi co với cô bông hậu chứ không phải như người anh kia lên thanh minh mà càng thanh minh thì khán giả lại cho rằng anh ta chỉ lấp liếm và che đậy lòng dạ hẹp hồi của mình mà thôi sau bài viết mới đây của ca sĩ Nguyên Vũ, khán giả cũng để lại bình luận như ca sĩ Nguyên Vũ là Nam nhi đại trượng phu đúng chứ có phải như ai kia hai mặt tráo trở tôi tin anh ấy ngay từ lúc ban đầu từ khi anh ấy mở kênh riêng cho Hồng Loan làm video clip cho Hồng Loan nãy anh là người có tâm luôn gặp những điều tốt đẹp không nói mà làm còn những người nói nhiều nhưng chẳng làm được bao nhiêu chúc Nguyên Vũ luôn thành công trong mọi lĩnh vực và thật sự hiện tại Nguyên Vũ đã nhận được rất nhiều thứ từ khán giả. Anh được khán giả yêu thương và ủng hộ. Trong thời gian gần đây, anh cũng gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Cụ thể như chiều ngày 9 tháng 7 năm 2024, Viện Phát triển Doanh nghiệp và Tài năng Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ca sĩ Nguyên Vũ làm phó diện. Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ Lê Võ Hợp, nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông đã đánh giá cao những đóng góp của ca sĩ nguyên vũ đối với nền âm nhạc việt nam ông hợp hy vọng thời gian tới ca sĩ nguyên vũ sẽ tiếp tục giữ vững và phát triển hơn nữa mọi mặt hoạt động của diện qua đó góp phần vào sự phát triển và thành công của diện trong tương lai mới đây ca sĩ nguyên vũ cũng khoe rằng mình đi thu âm chuẩn bị cho chung kết chuông vàng giọng cổ trong khi đó thì anh hai lại bị loại ra khỏi chương trình này chỉ trong vòng 2 năm khi nguyên vũ và anh hai cũng đều vì yêu thương mà đến trong tim của Hồng Loan. Nhưng trải qua thời gian thì hai người lại có sự nghiệp khác nhau rõ rệt. Người bị cho là hai mặt, người lại được khán giả yêu thương, chẳng qua là đến với nhau vì cái gì. Thôi, nếu đến với nhau vì yêu thương thì sẽ nhận được yêu thương. Còn nếu đến với nhau vì giả dối thì sẽ nhận lại được sự giả dối. Và hãy nghe anh hai nói như thế nào khi rút khỏi chương trình chuông vàng giọng cổ trong livestream mới đây. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Le đã có những chia sẻ liên quan đến việc rút khỏi chuông trình giọng cổ. Trước đó có thông tin cho rằng giọng ca 7X rời ghế giám khảo bởi vốn phải ồn ào khi live stream với cô bông hậu. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ nói lý do là vì anh bận rộn lịch trình trong tháng 9, cho nên không thể đồng hành với các thí sinh một cách trọn vẹn. Vũ Lê chia sẻ thêm, nếu tháng 10 rảnh hơn thì tôi sẽ tham gia, còn tháng 9 thì tôi có nhờ nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, người trưởng bối, rành về cải lương chỉ cho các bạn thí sinh cách hát để tự tin bước vào đêm chung kết. Tôi rút lý do là vì nhiều công việc và sợ không hoàn thành trách nhiệm chỉ dạy các em. Giọng ca bài ít nói thêm, nếu vì chuyện cá nhân mà anh hướng dẫn sơ sài thì sẽ khiến cho các thí sinh thiếu tự tin khi bước vào vòng chung kết. Do đó, sau khi cân nhắc, Vũ Le đã quyết định để các bạn trẻ học hỏi kinh nghiệm từ nghệ sĩ ưu tú Kim Phương. Vũ Lè còn bày tỏ khen ngợi con cô Sáu trong đêm nhạc. HB trở lại sân khấu, khán giả đến rất đông, lưng rất xúc động khi em ấy vẫn còn giữ được phong độ tốt. Đó là con nhà nội và là người yêu nghề thật sự. Sắp tới, nếu có những chương trình HB tham gia, mọi người nhớ ủng hộ nha. Cụ thể, Lưng cũng xin cảm ơn fan của Lưng. Lưng có coi cái chương trình trực tiếp ở trên Youtube. Đó là chương trình của đêm mà Hồng Phượng trở lại sân khấu. Khán giả đến rất là đông và lưng cũng rất là xúc động khi em nó vẫn còn giữ được cái phong độ tốt. Đó là con nhà nội. Đó mới là cái người yêu nghề thật sự. Và sắp tới nếu như có những cái chương trình mà Hồng Phượng trở lại sân khấu thì mọi người nhớ ủng hộ nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn khoan cổ lưng đêm đó đã đi coi và cổ vũ rất là đông. Cảm ơn mọi người. Đây là một trong những lời của anh hai cách đây hai ngày khi show diễn của chị HB được fan ủng hộ nhiệt tình. Nếu như HB trong đêm diễn đó không có khán giả ủng hộ thì không biết anh hai sẽ nhận xét như thế nào về HB. Và sau lời nhận xét đó thì anh ta đã nhận lại lời không đồng tình từ phía những người ủng hộ cô Sáu vì họ đã quá rành tính cách của anh hai. Xuyên suốt gần hai năm qua có thể anh đã cắn càng phía Hồng Loan được thì cũng sẽ cắn càng phía con cô Sáu được. Nói về chị Ni, thật sự chị Ni đã về Việt Nam. Qua những hình ảnh dưới đây, có thể thấy chị Ni đang hạnh phúc bên bạn bè, người thân của mình. Như bức hình ca sĩ Liên Nguyễn là chị em bà con của chị Ni đã đăng lên, gặp nhau tay bắt mặt mừng. Trong khi đó, cô đưa hai cánh tay lên, trong đó có một người đeo chiếc vòng mà khán giả đã quen mặt. Đó chính là chị Ni. Họ đang vui vẻ đi mua sắm cùng nhau. Ngoài ra, cũng có tấm hình hồng lon và bé Bùn chụp chung với chị Ni và hai em út của chị Ni tại một quán ăn nào đó. Và hình ảnh này cũng là hình ảnh mới. Và cũng trong ngày hôm qua, Hồng Loan và luật sư Ngọc cũng chia sẻ đang ngồi ở một cơ quan nào đó. Hồng Loan viết, ngồi nơi đây mát và tươi quá, hai chị em tươi xanh. Trong khi đó, luật sư Ngọc thì lại viết, dị thanh chào tạm biệt, hai chị em mình bằng cơn mưa mát mẻ nè. Như vậy là luật sư Ngọc và Hồng Loan đã đến Dị Thanh, nơi đây là địa phương của thám tử luồn Trong những ngày vừa qua đã lên mạng xuyên tạc rất nhiều về chị Ni và hiện tại trên trang Facebook của anh ta, anh ta đã xóa đi những lời cà khịa xuyên tạc mỹ phẩm của Hồng Loan và cả chị Ni. Có lẽ trong bộ ba Tam Sơn thì nhân vật thám tử luồn là nhân vật đáng được cho luật sư Ngọc chú ý nhất trong câu chuyện chị Ni và Hồng Loan. Nên phía Hồng Loan đã xuống dị thanh Hậu Giang rất nhiều chiến, nhưng không biết rằng giữa phía chị Ni và thám tử luồn đã chơi mèo dần chuột và không biết khi nào bắt được chuột. Chứ anh ta cứ lên bài xong rồi xóa dấu vết như vậy, thì đến bao giờ bắt được anh ta ngừng tém tém cái miệng lại. Ngoài thám tử luồn, vẫn còn rất nhiều nhân vật lợi hại đang ủng hộ cho mẹ con cô Sáu. Nói cũng rất hăng như Nguyễn Đăng, đạo diễn Đức Long, và rất nhiều thành phần cộng cán khác vẫn đang ra rã như nói là Ni Marco con vô ơn. Hình như là chuyển qua đề tài khác thì không có ai xem cho nên mặc dù sợ chị Ni cho vi bằng nhưng họ vẫn phải cố gồng mình lên để ngày ngày nói đến đề tài về chị Ni. Như vậy đề tài chị Ni cũng thật sự là hot trong thời gian qua.